hồi nãy luôn kêu ra nó công vô khó là khó mà nó đứng mà đó. Ê cho cái nhạc nhẹ thế lại đi, nước nhạc giật kinh đời. Tráng sĩ, nếu muốn tâm mình an thì mình phải tâm an. Nếu anh chỉ chấn chỉnh lại xương của anh thôi chứ anh không chấn chỉnh lại cuộc đời của mình, anh đừng có quá cố, anh là quá tôi chấn vô cái lòng của anh là chết tại đây xui. Nhưng mà tôi muốn chết. Đừng chọc bả, bọn người Việt Nam đó là làm đó ghê lắm. Vậy thôi không chết nữa, chứ có gì còn mày cũng không căng lắm. Xuống. Bây giờ mày phải xuống, tao lên tao đánh. Thôi, xuống đi, nó thiệt bây giờ. Quá. Ông coi kìa, ông coi mình mẩy không? Ông lý do với lý trấu với tôi thì ông coi người ra người có ra người ngợm có ra ngợm hay không? Vậy cho em hỏi, em nghe câu đó nhiều mà không biết ngợm là con gì? Ngợm có nghĩa là con ngựa. Đúng rồi, ông tí sủ dần ngợm. Tí sủ dần ngợm hay quá, tí sủ dần ngợm thành tiện ngọn ngợm thành chỗ tức ngợm hay á. Thật không có ngờ là chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà dịch nó đã bùng nổ như vậy. Cần xin lỗi Ngọc Quỳnh. Thôi tao biết ngươi đã xin lỗi, tao đã tha cho ngươi đó. Đây rồi, xin kênh nguyên đám nhà báo xin Ngọc Quỳnh thật thà là cái ngậu trách phạt. Nghe đưa làm nghề cứu nhỏ luôn. Không chân thành dữ vậy trời. Em ơi, em gọi cho chồng em có tin là mọi người. Em thấy kỳ lắm quá. Hiểu hết mọi chuyện. Sao nữa mà, là tim mà. Dạ thưa Ngọc Quỳnh. Mà tao diễn mà tao không cho mày nói. Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình.